Chào mừng mọi người đến với series Kết nối Việt Cana, chương trình gắn kết giữa Việt Nam và tỉnh Kanagawa. Mình là Tuấn đến từ Hong Tô TV và hôm nay chúng ta sẽ đón một đoàn khách vô cùng đặc biệt đến từ Việt Nam. Vâng, và đó chính là các em học sinh ở độ tuổi cấp 1, cấp 2 đến từ trường bóng đá Kawasaki Frontale thuộc thành phố mới Bình Dương. Và địa điểm hoạt động chính của các em học sinh ngày hôm nay đó chính là ngôi trường Angkor Frontal Ikta. Angkor Frontal Ikta là một trong những ngôi trường thuộc hệ thống trường học Kawasaki Frontale School, trực thuộc thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa. Đây là một cơ sở thể thao toàn diện, tọa lạc trên một khu đất rộng khoảng 48.000 m², bao gồm sân bóng đá, sân tennis, quảng trường đa năng, với mục đích nuôi dưỡng các tài năng trẻ yêu thích bóng đá và các môn thể thao khác để trở thành những vận động viên trong tương lai. Hôm nay nhà trường sẽ tổ chức tiết học giao lưu giữa học sinh Việt Nam và học sinh Nhật Bản. Và một trong những trợ lý huấn luyện viên ngày hôm nay đó chính là thầy Nam. Em chào thầy ạ. Rồi, xin chào Tuấn và xin chào tất cả mọi người. Thầy có thể giới thiệu một chút bản thân mình cho khán giả cũng được biết được không ạ? Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nam. Hiện tại mình đang là trợ lý huấn luyện viên của các huấn luyện viên Nhật Bản đến từ câu lạc bộ Kawasaki Frontale. Hiện tại mình đang làm việc tại điểm trường ở Bình Dương, Việt Nam. Thầy có thể chia sẻ thêm một chút thông tin về cơ sở thầy đang giảng dạy được không ạ? Hiện tại trường của mình đặt ở tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Thì dự án này được hợp tác giữa công ty BKMX Tokyo và câu lạc bộ Kawasaki Frontale. Thì đã triển khai dự án này từ tháng 12 năm 2021 đến nay. Thầy có thể chia sẻ thêm một chút thông tin về tiết học hôm nay thầy sẽ giảng dạy được không ạ? Hôm nay nội dung chính sẽ là cho các em tập luyện training một số bài cơ bản và sau đó sẽ cho các em thi đấu. Thì thời gian cũng không có nhiều cho nên là chủ yếu để tạo không khí cho các em vui chơi bóng đá là chính thôi, chứ không chú trọng quá nhiều vào yếu tố chuyên môn. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Và hẹn gặp thầy ở trong giờ học nhé. Vâng, cảm ơn Tuấn và cảm ơn tất cả mọi người. Năm nay là năm thứ 2 sự kiện giao lưu tại Nhật Bản được tổ chức. Trường đã đón đoàn gồm hơn 25 em học sinh sang Nhật với nhiều hoạt động như đến xem các buổi thi đấu thể thao chuyên nghiệp, du lịch, khám phá Nhật Bản. Đặc biệt, đoàn đã đến thăm tòa thị chính tỉnh Kanagawa, gặp gỡ thống đốc Kuroiwa và chụp ảnh kỷ niệm. Trong khuôn khổ của tiết học giao lưu, các em học sinh Việt Nam đã có dịp tham quan trường Angkor Frontal Ikta và tham gia các lớp học đầy hào hứng. Tại đây, các em được hướng dẫn trực tiếp bởi các huấn luyện viên người Nhật, cũng như tham gia những trận bóng giao lưu với học sinh nước bạn. Đã tham gia những hoạt động gì trong lớp học của mình nào? Đi chơi, đá bóng. Em thấy hoạt động nào là hoạt động vui nhất trong giờ học của mình? Đi tham quan. Thế à? Em thấy giờ học hôm nay như thế nào? Thì em thấy rất là vui. Em đã tham gia những hoạt động gì trong giờ học của mình? Em tham gia hoạt động đá bóng, đi chơi và những hoạt động thú vị khác. Em thấy hoạt động đá bóng là thú vị nhất. Trong hoạt động đá bóng của em thì em có giao lưu được với nhiều bạn Nhật không? Dạ nhiều. Thế em có nói được tiếng Nhật không nào? Em học rồi đúng không nào? Thế thì em có thể nói một chút tiếng Nhật cho khán giả cũng biết được không? Konnichiwa. Ok, em cảm ơn em. Em thấy hoạt động nào trong giờ học của mình là hoạt động vui nhất? Thì hoạt động đá trận cùng các bạn. Dạ, em cũng cảm thấy đá trận cùng các bạn là vui nhất. Hai em có giao lưu được với nhiều bạn học sinh người Nhật không? Dạ có. Vậy các em đã theo học bóng đá ở trường bao lâu rồi? Em theo học được hơn 1 năm. Còn em? Em học được gần 2 năm. Vậy thì hai em có ước mơ trở thành những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp không? Vậy thì chúc các em sẽ trở thành những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trong tương lai nhé. Vậy là chúng ta đã kết thúc một ngày trải nghiệm cùng các em học sinh tại Angkor Frontal rồi đúng không nào? Mọi người hãy cùng đón xem tập tiếp theo trên kênh Hong Tô TV nhé. Số đề đều ạ, kết nối!